Mình sẽ nướng một ít bánh cho mẹ và ba. Có ai giúp mình không? Mình. Chúng ta hãy cho chuối vào đó. Hi hi, Charlie, tất cả mọi thứ với bạn là chuối. Ừ, chúng ta có thể thêm một ít đậu phộng. Mình thích đậu phộng. Làm chiếc bánh là thờ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bán nướng cho thật nhanh. Thêm một ít chuối, đậu phộng đi. Làm dâu quay chứ em đây. Xong đặt nó vô trong lò này. Wow, là báu vật. Cảm ơn. Mình yêu bánh chuối. Mình cũng vậy. Được rồi Charlie, bây giờ hãy xem mình làm bánh đậu phộng. Làm chiếc bánh là thứ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bán nướng cho thật nhanh. Nhồi bánh thật là ngon và làm dấu bi này đây. Xong đặt nó vô lò của ba này, cho nó xem này. Ô, tuyệt. Phan hô đậu phộng, mình yêu đậu phộng. Ô, nhưng chiếc bánh này dành cho ba John. Chà, nếu một chút sẽ không hại ai mà, phải không? Chúng ta đang tạo ra một mớ hỗn độn tuyệt đẹp. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bán nướng cho thật nhanh. Làm lạnh nó với băng đen. Quả chuối dành cho tôi. Những chiếc bánh này không dành cho Charlie. Các bạn đồng ý không? Ngon lắm. Mình phải ăn hết món này một mình. Nè, còn mình thì sao? Một cái bánh thôi, dành cho mình. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh. Làm cho nó thật đẹp xinh, thế rồi ta thái mộng đi. Mang chúng nó cho ba mẹ chúng ta. Bạn nhìn thấy không? Wow, em có nhìn vào điều đó không? Những chiếc bánh lạ mắt đó. Ôi trời, em nóng lòng muốn thử chúng. Chúng con thậm chí còn cho chuối vào bánh và cả đậu phộng nữa. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Nướng chiếc bánh này mẹ với ba ơi. Giờ cắt nó và nếm thôi. Và một, hai, ba. Chiếc bánh đây chúng ta là để dành bằng tay. Ôi Charlie. Bây giờ ai sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn này? Nhìn này, tôi đã gói rất nhiều trái cây cho chuyến dã ngoại của chúng ta. Ồ, tôi đã nhìn thấy một quả chuối phải không? Làm ơn cho tôi vài quả dâu tây. Nho. Tutti tutti vutti, yêu lắm các loại trái cây. Vẻ đẹp này thì thế nào? Ôi tuyệt vời trái cây. Dưa hấu vui vẻ là tôi đây. Quả đào chỉ có thể tôi. Trái cây tôi thích là quả xoài. Quả xoài mọc ở trên cây kia. Xoài đây quả xoài. Cho tôi một quả chuối đi nào. Tôi là một quả chuối. Chuối ngọt và có màu vàng. Tôi chỉ thích kiwi thôi. Màu xanh thôi bài tâm trí. Yeah yeah. Ta rutti tutti vutti, yêu lắm các loại trái cây. Vẻ đẹp này thì thế nào? Ôi tuyệt vời trái cây. Ta rutti tutti vutti, yêu lắm các loại trái cây. Vẻ đẹp này thì thế nào? Trời trái cây. Ngon. Quả cam với quả táo này tôi thích chúng. Tôi ăn cả hai cùng với nhau. Rất là ngon. Tôi thì thích dâu tây hơn. Và dâu tôi yêu mãi thôi. Hoan hô. Nó giống như là bánh kẹo. Ăn ngon đẩy bụng tôi luôn. Rất giòn ngọt và nhỏ. Giống tôi. Phát nổ ở trong miệng ta. Mình có thể ăn hết nho. Ta rutti tutti vutti, yêu lắm các loại trái cây. Vẻ đẹp này thì thế nào? Ôi tuyệt vời trái cây. Ta rutti tutti vutti, yêu lắm các loại trái cây. Vẻ đẹp này thì thế nào? Ôi tuyệt vời trái cây. Tôi có thể có một quả mâm xôi không?
Chắc chắn rồi, khi cho chúng vào miệng của bạn. Giòn mềm hay giòn tan, tôi đang nhai lão xảo. Có vị chua ngọt trái cây tuyệt vời, tôi gói lại cho bữa trưa. Bạn đã ăn thử quả lựu chưa? Chưa ăn. Nó có 1 triệu hạt giống, nó là con số may mắn của tôi. Nó đỏ và rất ngon, nghe thật là vui thích ghê. Có rất nhiều loại trái cây mận để ăn, sắc sỡ và đáng yêu, quả thanh long. Thế nên tôi rất yêu trái cây. Nhìn này bụng tôi đây, bụng tôi cũng thế. Ta Rooty Tooty Fruity yêu lắm các loại trái cây. Trái đẹp này thì thế nào, ôi tuyệt vời trái cây. Ta Rooty Tooty Fruity yêu lắm các loại trái cây. Trái đẹp này thì thế nào, ôi tuyệt vời trái cây. Trái cây thật đẹp thật ngon, ôi tuyệt vời trái cây. Ôi trời, nhìn vào tất cả các gian hàng đầy màu sắc trên con đường Duty. Yeah. Này, chúng ta hãy đi xem những người đàn ông làm bánh muffin. Mình muốn có 1 chiếc bánh muffin suối. Mình chưa bao giờ gặp những người đàn ông đó trước đây. Mình muốn 1 chiếc bánh muffin Việt Quốc. Người nướng bánh, bánh muffin đây, là muffin đây, ông muffin này. Bạn có biết ông muffin không? Ông sống ở đường Rudy. Ông sống ở đường Rudy. Charlie. Whoops. Oh, đó là người làm kem. Oh, mình muốn chi chuối. Bạn có biết ông bán kem không? Là ngày kem đây, ông bán kem này. Bạn có biết ông bán kem không? Ông lái chiếc xe đầy kem. Mẹ biết đây, ông bán kem đây. Là ngày kem đây, ông bán kem. Ông biết bao quả chuối ướp lạnh tách ra trên một cái que. À, tốt hơn là làm 6 quả đi ông. Ôi, Charlie, cảm ơn. Cho mỗi chúng ta 1 cái. Không, tất cả là dành cho mình. Bạn có biết ông bán pizza là ngày pizza bán pizza này. Bạn có biết ông bán pizza, pizza nướng cháo là ông. À, xin vui làm 1 pizza chuối. Không có điều đó đâu, Charlie. Làm thế nào để có 1 ít ớt chuối? Oh yeah, làm ơn 100. Charlie. Mẹ biết đây, ông bán pizza là ngày pizza bán pizza này. Mẹ biết đây, ông bán pizza, pizza nướng cháo là ông. Oh, ngon ghê. Ha ha, mình đã nói rồi. Oh wow, có mùi bánh chuối thì cần phải không? Mình sẽ lấy 6 cái bánh. 6? Người nướng bánh, bạn có biết không? Là người nướng bánh, bán bánh đây này. Người bán bánh, bạn có biết không? Ông nướng bánh hồ đào ngon. Người nướng bánh, có biết ông ta? Là người nướng bánh, bán bánh đây này. Người nướng bánh, có biết ông ta? Bởi đó là fan của ông. Hâm mộ là câu ta. Bạn có biết ông bán kẹo không? Bán kẹo ông ta, ông bán sẽ có 1 ít chuối chiên, 1 túi kẹo chuối và 1 ít kẹo cao su chuối. Mẹ biết đây, ông bán kẹo đây, bán kẹo ông ta, ông bán kẹo này. Mẹ biết đây, ông bán kẹo đây, tên ông là bánh kẹo đen. Chào ông kẹo đen, rất cảm ơn vì tất cả những điều tốt lành. Cháu sẽ kẹo ngược người ngay bây giờ và ăn hết chung. Chị, cảm ơn Charlie. Hãy
mẹ ngửi thấy mùi phiền phức. Cô ấy đến đây. Xin lỗi. Johnny, Johnny. Vâng mẹ ơi. Ăn đường phải không? Thưa không không. Nói dối ư? Không không không. Mở miệng bé ra. Ha ha ha. Rất tiếc, mình bị tóm rồi. Đúng vậy. Charlie, Charlie. Vâng mẹ ơi. Nghịch ngợm phải không? Không mẹ ơi. Chắc không đây. Thấy bé rồi. Ha ha ha. Ui, con không thể lừa được mẹ đâu. Ruby, Ruby. Vâng mẹ ơi. Tường màu là sao? Không mẹ ơi. Mẹ xem nào. Vâng mẹ ơi. Con cần màu xanh. Ha ha ha. Con thích tô màu các bức tường với mẹ yêu. Alet, Alet. Vâng mẹ ơi. Mật này con ăn. Không mẹ ơi. Có chắc không? Dạ không mẹ ơi. Mở miệng của con. Ha ha ha. Ồ, con là con gấu nghịch ngợm. Con thích mật ong. Thổi bong bóng ư? Không mẹ ơi. Cái gì đó? Lỗi của con. Hum hum hum. Ha ha ha. Thóp. Thóp. Toby, Toby. Bắt bắt bắt. Nhai dép phải không? Không. Có chắc không? Yep. Trong chuồng chó kìa. Wow, wow. Mình thích dép, dép tuyệt lắm. Tôi thích ăn kem rất nhiều. Mình cũng vậy. Mẹ biết, hãy có một cuộc thi và xem ai có thể làm được kem ngon nhất. Yeah, yeah, yeah. Bạn là, ta là, tất cả là bởi có kem, ta sẽ làm sô cô la hay bạc hà. Cuộc thi ai thắng đây, ta ứng viên đây. Mình sẽ cá là mình sẽ thắng. Mình có thể thắng. Đúng vậy, nếu tớ không tham gia. Kem lành và ngọt lắm. Ngon. Mình chúng sẽ khiến cho bạn vui cười. Mình sẽ ăn quả mọng trong nhà đó và gọi là quả mọng vui cười. Tớ muốn một ít kem quả mọng vui cười. Bạn là, tớ là, tất cả là bởi có kem, tớ sẽ làm sô-cô-la hay bạc hà. Cuộc thi ai thắng đây, ta ứng viên đây. Hãy xem tôi khi tôi tạo kiệt tác của mình. Mình đây đang nghiền một ít sô-cô-la và đập vỡ một ít hạt. Tớ chưa từng làm điều tốt nhất đâu. Úi, tớ thật là hậu đậu. Bây giờ đây là cách được thực hiện. Ok, đầu tiên sẽ thêm ít hạt tiêu. Sau đó là ít kẹo que. Và trộn nó với kem. Ô, nó tan chảy, thật là xấu hổ. Bạn là, ta là, tất cả là bởi có kem, tớ sẽ làm sô-cô-la hay bạc hà. Cuộc thi ai thắng đây, ta ứng viên đây. Nhìn Toby, tớ có một số sâu, ruồi và bọ cho bạn. Cho món kem của bạn. Nhìn này một phát minh mới. Wow. Với kẹo sâu và ruồi đây. Gọi nó là cầu vồng Toby. Này đất, hãy nhìn lên trời cao. Trời. Tớ tạo ra hương vị thơm ngon. Funny camera giòn. Tuyệt. Với ít đậu phộng ngon giòn. Ngon. Ôi đã đến giờ ăn trưa. Đừng để ý nếu tôi làm. Cái này ngon. Bạn là, ta
làm sô-cô-la hay bạc hà. Cuộc thi ai thắng đây ta, ứng viên đây. Bạn có thể gọi tên bao nhiêu hương vị? Ồ, 1,106,000. Trà cây muôn mới ở đây, kem là một bữa tiệc. Các con sáng tạo rất là tuyệt vời, giờ mình hãy ăn thôi. Yeah! Bạn là, ta là, tất cả là bởi có kem, kẹo cao su và dâu tây nữa. Người thắng thân cuộc thi là con và con và con và con và con và con, và con nữa. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì với thông điệp này? Con biết, hãy làm súp kem lớn nào. Này, con đến lúc mình ăn trứng, dùng cho bữa sáng để một ngày khỏe hơn. Này, con đến lúc mình ăn trứng, ăn chung trong bữa sáng để chúng ta khỏe mạnh. Không, mẹ, con chẳng thích đâu. Nhìn anh chị đi, họ đã ăn sáng xong. Thích ăn bữa sáng đây. Được thôi, con ăn trứng của mình. Con đến lúc mình ăn trứng, dùng cho bữa sáng để một ngày khỏe hơn. Này, con đến lúc mình ăn trứng, ăn chung trong bữa sáng để chúng ta khỏe mạnh. Ba, này, con chẳng rửa đâu. Nhìn anh chị đi, họ đã ăn sáng xong. Thích ăn bữa sáng đây. Ok, vâng vâng, con dọn đây. Tuyệt vời, thật tuyệt, đã dọn sạch. Này, con hãy sẵn sàng đi, mặc quần áo và trang phục đáng yêu. Này, con hãy sẵn sàng đi, con ơi hãy thay trang phục đi. Đồ đau, nhìn anh chị đi với trang phục đáng yêu. Trông kìa, họ đẹp ghê chưa. Ok, vâng, con đi thay đồ đây. Giờ con đã sẵn sàng. Này, con đến trường đi thôi, cùng nhau ta đến trường. Chiều đến lớp, nhìn anh chị đi, họ chẳng giống bé đâu. Đã thắt dây an toàn xong luôn. Thưa vâng, đi học thôi. Mọi người tập trung lại. Dạ được. Mẹ có một trò vui, nó được gọi là trò chơi chụp hình. Wow, con muốn chơi, con muốn chơi. Kích thước hình đủ đây. Hình chi nó bạn ơi? Nó tươi. Hình có ba cạnh, góc cũng ba này. Nào hãy cùng xếp hình đi. Dạ được. Nó đây. Không đúng, Jelly. Có phải là hình tam giác không? Đúng, giỏi lắm. Là một hình tam giác. Như thế này, đây cũng là một hình tam giác. Làm tốt lắm. Kích thước hình đủ đây. Hình chi đó bạn ơi? Caro. Hình thì có bốn cạnh, góc cũng bốn này. Nào hãy cùng xếp hình đi. Được rồi, chơi nào. Nó nè, trái.
phải làm đứt vòng tròn đó. Hình tròn. Nhìn nè, những cái nút của tớ cũng hình tròn. Và cái nút rốt của mình. Nhiều hình chung ở đây, tên chúng rất nhiều. Hình lục giác cùng hình ngũ giác, hình chữ nhật với bát giác này, một trong rất nhiều tên. Còn nhiều hơn những hình đó. Các bạn có biết rằng các hình có ba cạnh trở lên còn được gọi là hình đa giác? Hình có đủ hết các size. Và chúng nó tên gì? Dorothy. Nó có năm cạnh và góc năm này. Nào hãy cùng xếp hình đi. Con biết là ngôi sao. Ngôi sao lấp lánh giống như là những vì sao lấp lánh. Ai đã nói vì sao lấp lánh vậy? Để tôi nghĩ. Không, Charlie, anh ấy lấp lánh. Kích thước hình đu đây, hình chi đó bạn ơi? Julia, nó không ở trên đầu và một chấm ở dưới này. Nào hãy cùng xếp hình đi. Thưa vâng, là trái tim phải không? Đúng rồi đó, Charlie. Trái tim nghĩa là con yêu mẹ. Và mẹ yêu tất cả các con. Con cũng yêu mẹ. Ồ, chúng con cũng yêu mẹ. Tất cả bạn cần là tình yêu. Thước hình đu đây, hình chi đó bạn ơi? Fernando, hãy đón xem thật vui khi chơi. Hình nào hãy xếp xếp đi. Trò chơi xếp hình. Nó là xì hơi. Ý tôi là trái tim. Ôi, Charlie. Mình có một câu chuyện để kể, các bạn có nghe không? Ôi cậu này, có phải là về khỉ không? Hay là chuối? Sao không? Đó là một câu chuyện về gia đình mình. Ồ, như khi bạn còn là một đứa trẻ ư? Vâng, đó là về mình và người anh của mình. Oh wow, tuyệt, mình muốn nghe. Được thôi. Có ba con heo đi chơi ở đây. Và giờ mình sẽ xây nhà rộp ở đây. Chú heo đầu tiên nói và chú xây lên ngay. Thấy chú tiếp đi đó và con sói đánh thức anh. Nhưng hắn ta
không thể làm điều đó, bởi vì những viên gạch quá chắc, đúng không? Đúng vậy. Và chú heo con đã sống hạnh phúc trong một thời gian dài trong ngôi nhà gạch của chúng. Yay! Chú ở đâu trong câu chuyện này nhỉ? Charlie. Mình tìm thấy những gì nè? Một con nhện. Cậu ấy không tiện sao? Thật sự thì không. Xì quyền xì nhện đó, chú ta kì leo lên vòi. Và rồi mưa đến cuốn trôi nhìn ta xuống vòi. Mặt trời sôi sang hồng khô từng cơn mưa rào. Và xì quyền xì đây, chú ta lại leo lên vòi. Con trùng. Này ông nhện, muốn ăn những con bọ xấu xí không? Quá không. Easy Weasy chú đó bập bên liền leo chú ta. Charlie ngã xuống và nhện ngã xuống sàn kia. Thật là tội ghê đi, đừng liền lên chú ta. Và Easy Weasy đây chú leo vòng quay đó kia. Anh chàng nhỏ bé đó đã có rất nhiều năng lượng. Yeah, anh ấy chắc chắn có. Mình cảm thấy mệt mỏi khi chỉ nhìn anh ấy. Easy Weasy chú đó, chú leo thể dục trong rừng. Và rồi mưa đến chú nhện ta bơi đi ngay. Mặt trời sôi sang hồng khô từng cơn mưa rào. Và Easy Weasy đây chú ta lại leo trong rừng. Wow, nhìn anh ấy đi. Easy Weasy bé nhỏ, mình muốn một chú nhện cưng cõi hơi dễ thương. Easy Weasy đó, chú ta kìa leo lên vòi. Và rồi mưa đến cuốn trôi nhện ta xuống vòi. Mặt trời sôi sang hồng khô từng cơn mưa rào. Và Easy Weasy đây, chú ta lại leo lên vòi. Easy Weasy đây, chú ta lại leo lên vòi. Này, bố chân dài, muốn kết bạn không? Mình nghĩ rằng mình đang vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Mình sẽ đi đến các quán bà khỉ. Tôi sẽ trèo lên đồ đạc. Mình sẽ nhảy xung quanh và ngửi tất cả những bông hoa tươi. Và mẹ đã chuẩn bị một bữa trưa dã ngoại tuyệt vời cho tất cả mọi người. Yay! Oh không! Mưa này đi đi nào, hôm các bạn hãy đến nơi này. Trẻ em chúng ta muốn vui đùa. Mưa này bạn đi đi, xin hãy ngừng mưa. Dễ thương. Mưa này đừng có đi mà, nước mưa làm mát mẻ cả ngày. Nước mưa làm tạt ướt ta đây. Mưa tạo nên một bồn tắm bung. Mình đang đến đây. Xuống nào. Mình thích buồn. Mưa này tiếp tục mưa nào, mưa tạt vào chúng tôi nhây cùng. Âm thanh nhịp điệu nơi đây, mưa ơi tiếp tục đổ xuống nào. Niềm vui hôm nay, hãy đến đây mưa trong một ngày. Chúng ta đã có những
vũng nước tuyệt lắm. Mắc cười quá. Trước tiên ta phải đặt xà phòng ở đây, tay chân ta chà chúng lên. Sau đó ta hay chà rửa toàn thân. Hôm nay chúng ta rất sạch. Oh, scrubby dubby, trong một tập đi rửa thật sạch sang bông. Scrubby dubby bong bong xà phòng, ôi tôi thích tắm rồi. Ôi tắm rồi thích ghê. Cho ít dầu gội đầu vào tay, chăm sóc đầu tóc ta. Gội, gội, chà vòng quanh rất tốt khi mái tóc sạch. Scrubby dubby, trong một tập đi rửa thật sạch sang bông. Scrubby dubby bong bong xà phòng, ôi tôi thích tắm rồi. Ôi tắm rồi thích ghê. Chúng ta phải sử dụng dầu xà ngay, cho tóc mềm thắng suông. Tóc rồi ta sẽ chẳng còn đâu, ta sẽ trông rất đẹp. Scrubby dubby, trong một tập đi rửa thật sạch sang bông. Scrubby dubby bong bong xà phòng, ôi tôi thích tắm rồi. Kế tiếp ta rửa sạch lần cuối, được thật tuyệt quá đi. Xong rồi lấy cái khăn, chúng ta lau khô nào. Scrubby dubby, trong một tập đi rửa thật sạch sang bông. Scrubby dubby bong bong xà phòng, ôi tôi thích tắm rồi. Scrubby dubby, trong một tập đi rửa thật sạch sang bông. Scrubby dubby bong bong xà phòng, ôi tôi thích tắm rồi. Là tôi sẽ thắng. Bạn biết là tôi sẽ thắng. Này, nào Shelly, chung với tim. Trốn tim nào. Tìm thấy rồi. Nơi bạn trốn ở đây. Trốn tim nào. Chung với tim. Trốn tim nào. Tìm thấy rồi. Đó ở kia chúng tôi thấy rồi. Được rồi mọi người. Một, hai, ba. Trốn nào. Bạn chẳng tìm thấy được tôi đâu. Ranh ma nhưng rất dễ thương. Tớ trông tớ trèo ở trên cây với bộ đồ khỉ này. Trông với tim. Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Ôi. Nơi bạn trốn ở đây. Trông với tim. Tìm thấy rồi. Đó ở kia chúng tôi thấy rồi. Tìm thấy rồi. Tìm thấy được tôi đâu, tôi sẽ thắng mà thôi. Tớ là người trốn giỏi nhất, bạn sẽ chẳng bắt được tôi. Thấy bạn rồi, ồ. Trốn với tim, tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi, nơi bạn trốn ở đây. Trốn với tim, tìm thấy rồi. Đã ở kia chúng tôi thấy rồi. Thông minh là tôi. À chờ, tìm thấy cậu rồi nha. Có ai ngửi thấy được mùi xì hơi không? Yêu. Trốn với tim. Trốn tim nào. Tìm thấy rồi. Nơi bạn trốn ở đây. Trốn với tim. Tìm thấy rồi. Đó ở kia chúng tôi thấy rồi. Đến lượt Toby phải trốn. Bạn sẵn sàng chưa Toby? Tôi thật sự rất là thông minh. Tôi đang mặc đồ để ngụy trang. Bạn chẳng thể tìm thấy tôi đâu. Ha ha,
Ngạc nhiên chưa? Tới lượt trốn của tôi. Nhưng tôi là người giỏi nhất không? Tôi có thể cùng tròn nhỏ xíu thôi. Tôi ở đâu đoán xem? Trong ổ mèo. Trong với tim. Tìm thấy rồi không? Nơi bạn trốn ở đây. Không bạn không. Trong với tim. Tìm thấy rồi. Nó ở kia chúng tôi thấy rồi. Không phải mọi người giỏi lắm sao? Trong với tim. Trốn tìm nào? Tìm thấy rồi. Không không. Mặt cười của ban đầu. Ngạc nhiên. Con đây rồi. Con thắng, con thắng, con thắng. Mẹ nghĩ mẹ sẽ trốn. Các con dậy chưa? Không. Đã đến lúc sẵn sàng. Con vẫn muốn ngủ. Mình thường thường làm khi đánh răng này, đánh răng này, đánh răng này. Mình thường thường làm khi đánh răng này, sáng sớm hay là bạn tôi ơi. Ba chai như này. Chai, chai răng. Ta chai, chai răng đi. Xuống với lên. Tới và lùi. Sát. Mình thường thường làm khi rửa mặt này, rửa mặt này, rửa mặt này. Bóng bóng thường kia. Mình thường làm khi rửa mặt này, sáng sớm hay làm bạn tôi ơi. Ba rửa, rửa, rửa đi. Ba rửa, sát mặt đi. Rửa sạch mặt đi kìa. Mặc một bộ đồ cách tơ hay làm. Tơ mặc đồ, tơ mặc đồ. Mặc một bộ đồ cách tơ hay làm. Sáng sớm hay làm mang tôi ơi. Mặc đi áo với quần. Mặc nhé nào mặc đi. Vậy đẹp. Thích quần tôi không? Thích váy tôi không? Nhìn tôi nè. Mình thường thường làm cho bữa ăn này, bữa ăn này, bữa ăn này. Mình thường thường làm cho bữa ăn này, sáng sớm hay làm mang tôi ơi. Ta rồi, rồi bữa ăn. Ta rồi bữa ăn trưa. Mơ đậu phộng và thạch. Mình làm điều này khi ta đi học. Ta đi học, ta đi học. Mình làm điều này khi ta đi học. Sáng sớm nhớ là bạn tôi ơi. Trường đến, đến, đến trường. Mọi người ơi. Trường đến, mình đi thôi. Lần nữa. Trường đến, đến, đến trường. Trường đến, học thật vui. Mình thích thế. Ô mẹ ơi mẹ ơi, gì đó con yêu. Con ngã ngoài này và đầu gối con đau. Ui da đau quá, đau quá, đau quá. Ôi mẹ ơi con cần. Mẹ ơi. Trước tiên ta làm sạch đừng có sợ nhé. Và tiếp theo ta sẽ băng chúng lại này. Này là một nụ hôn lên những vết thương. Lau nước mắt đi con quê
rồi mà. Ồ, cảm ơn mẹ. Ồ ba ơi, ba ơi, có chi không còn? Con đứt tay rồi khi con ngã khỏi xích đu. Ui da, đau quá, đau quá, đau quá. Bố ơi, giúp con nào. Ouch. À, bố ơi. Trước tiên ta làm sạch, đừng có sợ nhé. Và tiếp theo ta sẽ băng chúng lại này. Này là một nụ hôn lên những vết thương, lau nước mắt đi con khoe rồi mà. Ồ, oh, ổn rồi. Ồ mẹ ơi, gì đó con yêu. Tay con va vào và cảm thấy rất đau. Ui da, đau quá, đau quá, đau quá. Ôi mẹ ơi, con cần. Trước tiên ta làm sạch, đừng có sợ nhé. Và tiếp theo ta sẽ băng chúng lại này. Này là một nụ hôn lên những vết thương, lau nước mắt đi con khuê rồi mà. Con ổn chưa? Ổn rồi ạ. Ồ mẹ ơi, ba ơi, có chi đó con yêu. Con bị thương rồi khi con cố chạy nhanh. Ôi thật là đau, đau quá. Bố ơi, mẹ ơi, giúp con nào. Ồ, mẹ ơi, nó đau. Ồ. Trước tiên ta làm sạch, đừng có sợ nhé. Và tiếp theo ta sẽ băng chúng lại này. Này là một nụ hôn lên những vết thương, lau nước mắt đi con khoe rồi mà. Con yêu bố và mẹ nhiều lắm đấy. Các bạn đã sẵn sàng cho vũ điệu động vật chưa? Xem nào. Vũ điệu động vật này, vũ điệu động vật này, nhảy một chút điệu buji, một chút điệu buji. Xem chú sư tử này vỗ vỗ tay, nhảy anh ta nhảy xem này. Vỗ, vỗ, vỗ đôi tay, vỗ, vỗ đôi tay. Mỗi chúng ta hãy vỗ tay đi, ta hãy nhảy đi nào. Yeah. Vũ điệu động vật này, vũ điệu động vật này, nhảy một chút điệu jiggle, một chút điệu wiggle. Xem cô voi này đây, hai chân dẫm, nhảy cô ta nhảy xem này. Dẫm, dẫm, dẫm đôi chân, dẫm, dẫm đôi chân. Mỗi chúng ta dẫm xuống đôi chân, ta hãy nhảy đi nào. Vua điêu động vật này, vua điêu động vật này, ta hãy nhảy điệu shimmy, hãy lắc một chút. Xem chú ngựa vàng này lắc chú xoay, nhảy anh ta nhảy xem này. Lắc, 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 lắc đi, lắc, lắc, lắc đi. Mỗi chúng ta cùng lắc đi thôi, ta hãy cùng nhảy đi nào. Vũ điêu động vật này, vũ điêu động vật này, nào hay nhảy bạn ơi. Chạy chút chút thôi, đó trong kia một cô khỉ kia, nhảy cô ta nhảy xem này. Nhảy, nhảy, nhảy xung quanh, nhảy, nhảy xung quanh. Mỗi chúng ta cùng nhảy xung quanh, ta hãy cùng nhảy đi nào. Vũ điêu động vật này, vũ điêu động vật này, ta nhảy lên một chút, một chút chút thôi. Gói chân anh hà ma thấy không, nhảy anh ta nhảy xem này. Nhịp, nhịp, nhịp chân anh, nhịp, nhịp chân anh.
ôi chúng ta cùng gói chân ta, ta hãy cùng nhảy đi nào. Vua điêu động vật này, vua điêu động vật này, bạn ơi hãy lắc lư, lắc một chút thôi. Đó cô hươu này nhảy trước kia, nhảy cô ta nhảy xem này. Tweet 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 yeah, tweet tweet tweet. Ôi chúng ta nhảy tweet đi thôi, ta hãy cùng nhảy đi nào. Vua điêu động vật này, vua điêu động vật này, nhảy một chút điêu bu gì, một chút điêu bu gì. Xem những con vật nhảy vui thế kia, nhảy chung là nhảy xem này. Boom 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 ba du, boom boom ba du yeah. Vui chúng ta cùng thấy vui ghê, ta hãy cùng nhảy đi nào. Tuyệt quá. Đúng, đúng rồi. Yêu, đó là côn trùng phải không? Tớ nghĩ nó là một con rết đáng sợ bò lởm ngởm. Này, Charlie. Ôi, côn trùng, trông rất ghê ghê sợ. Ở trên mái nhà kia, ở dưới thang. Ở trên mái nhà và ở dưới thảm luôn, họ làm cho tôi ăn chu cả ngày lẫn đêm, ăn chu sợ bằng chung lắm nè, ăn chu họ làm cho tôi ăn chu cả ngày lẫn đêm, ăn chu mình sợ bằng chung lắm nè, ăn chu ăn chu. Ôi chú ban phước cho con. Í í yêu nhìn đôi mắt nó kìa. Không cảm ơn. Hãy đi đến sở thú khủng long. Các bạn hãy đi xem khủng long đi nào. Là khủng long này. Hãy đi xem khủng long đi nào. Tại vườn thu du ra đây này. Hãy đi xem khủng long kêu gầm. Gầm gầm gừ 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 gừ. Hãy đi xem khủng long kêu gầm. Ở nơi đó tre xanh xung quanh. Hãy xem đây là pterosaur. Pterosaur. Hãy xem đây là pterosaur. Ở trên lưng với các tấm xương. Tuyệt vời. Nào Betty ở trong đâu chú? Nào ở trong, ở trong đâu? Nào Betty ở trong đâu chú? Nhưng cơ thể rất ư to lớn. Ở trên kia khủng long Diplodocus. Diplodocus. Ở trên kia khủng long Diplodocus. Chú cao hơn cái cây.
xem đuôi và cô nó dài. Cô và đuôi chúng rất dài. Xem đuôi và cô nó dài. Hay tránh xa khi chúng hắt hơi. Achu! Khủng long bài này pterodactyl, pterodactyl, pterodactyl. Khủng long bài này pterodactyl, chúng nó vô cánh bay. Với cái mỏ đầy răng nhọn hoắt, đầy đầy răng, răng rất nhiều. Với cái mỏ đầy răng thật nhiều, để chúng bắt cá chúng ăn. Đến lúc ta chạy la hét rồi, chạy và hét, hét la này. Đến lúc ta chạy la hét rồi, nhanh nhất bạn có thể đi. Khủng long bào chua ở đây rồi, Rex ở đây này. Khủng long bào chua ở đây rồi, và ta phải kết thúc thôi. Sư tử và thỏ không? Mình có thể giả vờ con thỏ được không? Tất nhiên rồi. Mình muốn trở thành con sư tử to lớn xấu xa. Được rồi, bắt đầu thôi. Một con sư tử nằm ngủ say ở trong một khu rừng đó. Một chú thỏ vui vẻ đi đến cánh rừng kia và thỏ vấp ngay cái chân này. Bàn chân sư tử ở đây. Úi, xin lỗi ông ngài sư tử. Nói rồi thỏ ta lo sợ. Nó chỉ là một tai nạn. Sư tử đuổi theo bàn thỏ, tay chạm vào đuôi bàn ấy. Ha 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 ha, bắt được rồi. Nhà tù sư tử vào đây. Ôi xin sư tử ông à, tha lần này hỡi ông. Và mình hứa sẽ đền ơn của ông sẽ hiểu mà. Thật là buồn cười, một chú thỏ nhỏ giúp ta ư? Được, ta sẽ thả cho ngươi đi, nhưng chỉ lần này mà thôi. Con thỏ nhỏ yếu ớt này, đi đi kẻ yếu đuối kia. Ô, cảm ơn ông ngài sư tử. Ông nhìn nè nụ cười của tôi, mọi hành động tử tế ta làm thế giới sẽ luôn tươi đẹp. Thấy chưa, đã làm được rồi. Và với điều đó, con sư tử to lớn đã để chú thỏ nhỏ đi. Con sư tử thật là tuyệt. Nhưng bạn sẽ không bao giờ tin những gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Ôi trời, xảy ra chuyện gì? Dạ, hãy nói đi. Một hôm thơ săn ngày bắn, sư tử lọt trong sư tử ta sợ hãi và đổ mồ hôi. Sư tử gầm lên rất to, họ cũng nghe anh ta khóc to. Đó có phải bạn sư tử không? Ôi trời, trời ơi, trời ơi. Rồi. Tội ghê. Rồi thơ cô ta nhìn thấy là sư tử trong mạng lưới và xé toạc một lỗ nhỏ. Sư tử anh thoát ra bởi cái lỗ nó rất to. Anh nhìn cô thỏ anh sốc, anh nói chuyện gì xảy ra thế này? Ồ, đó là những điều dành cho bạn bè. Bạn ơi, bạn nghĩ gì thế? Giúp đỡ bạn bè mà thôi. Tôi luôn giữ lời hứa với bạn mà, tôi luôn nhớ bạn à. Tôi nói rằng tôi trả ơn mà, thấy chưa, bạn của tôi. Lòng tốt là cho chúng mình. Thấy chưa, bạn được tự do. Con sư tử kêu lên và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Như những người bạn tốt.
đúng rồi, đúng như vậy. Đúng rồi, đúng như vậy. Ta là sư tử. Không có gì thú vị bằng ở trong một trang trại. Mình thích nói chuyện với các con vật, chúng nghe thật vui tai. Mình cũng vậy. Ông mặc đồ đồ ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó ngài có con bò, E-I-E-I-O. Bò thì kêu mu mu và bò kêu mu mu. Đây kêu mu khắp mọi nơi ngài mu mu. Mặc đồ đồ ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Mèo, mèo. Ông mặc đồ đồ ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó ngài có con mèo, E-I-E-I-O. Mèo thì kêu mèo mèo và mèo kêu mèo mèo. Đây kêu mèo kia kêu mèo khắp mọi nơi nghe mèo mèo. Ông mặc đồ đồ ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Wow, chú ngựa con. Ông mặc đồ đồ ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó ngài có con ngựa, E-I-E-I-O. Ngựa thì kêu nay nay và ngựa kêu nay nay. Đây kêu nay kia kêu nay khắp mọi nơi nghe nay nay. Ông mắc đô nô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Ông mắc đô nô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó ngài có con cừu, E-I-E-I-O. Cừu thì kêu ba ba và cũng kêu ba ba. Đây kêu ba kia kêu ba khắp mọi nơi nghe ba ba. Ông mắc đô nô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Ba ba, nhìn con vịt kìa, chúng đang nói chuyện với nhau. Ông mắc đô nô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó ngài có con vịt, E-I-E-I-O. Vịt thì kêu quát quát và vịt kêu quát quát. Đây kêu quát kia kêu quát khắp mọi nơi nghe quát quát. Ông mắc đô nô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. À, đó là một chú chó ngọt ngào. Ông mắc đô nô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó một chú chó già, E-I-E-I-O. Chó thì kêu vù vù và chó kêu vù vù. Đây kêu vù kêu vù khắp mọi nơi nghe vù vù. Ông mắc đô nô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó ngài có con gà, E-I-E-I-O. Gà thì kêu lắc lắc và gà kêu lắc lắc. Đây kêu lắc kia kêu lắc khắp mọi nơi nghe lắc lắc. Ông mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Ở hồ bơi chúng tôi đang bơi, bơi chúng tôi đang bơi. Nước sẽ giúp chúng ta mát mẻ hơn đó trong tiết nắng hè. Thật là vui vui ghê, ôi thật vui vui ghê. Bơi ta bơi với nhau đi nào trong ánh nắng chan hòa. Pa 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 pa, nhảy xuống đây. Pa 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 pa, sâu dưới này. Pa 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 pa, lặn xuống đây. Chúng tôi đang bơi, bơi chúng tôi đang bơi. Nước sẽ giúp chúng ta mát mẻ hơn đó trong tiết nắng hè. Thật là vui vui ghê, ôi thật vui vui ghê. Bơi ta bơi với nhau đi nào trong ánh nắng chan hòa. Pa 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 pa, tung tóe nước. Duỗi cánh tay, đá cái chân, xuống và lên. Pa 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 pa, tung tóe nước. Duỗi cánh tay, đá cái chân, xuống và lên. Ở hồ bơi chúng tôi đang bơi, bơi chúng tôi đang bơi. Nước sẽ giúp chúng ta mát mẻ hơn đó trong tiết nắng hè. Thật là vui vui ghê, ôi thật vui vui ghê.
bơi ta bơi với nhau đi nào trong ánh nắng chan hòa. Pa 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 pa, hãy thả lối đi, ngước mắt nhìn trời cao sẽ thấy thật vui. Pa 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 pa, hãy thả lối đi, ngước mắt nhìn trời cao sẽ thấy thật vui. Ha ha ha.